Con tên là Hòa, con năm nay 33 tuổi. Con hiện đang làm full time thẩm mỹ. Full time thẩm mỹ? Vâng. Ồ, giỏi vậy. Nếu vậy là con quá giỏi. Đúng vậy. Tại sao con, tức là mình lý do gì mà tại sao mình lại bị khuyết một bên này? Con bị tai nạn từ lúc 3 tuổi ạ. Ba tuổi hả? Vâng. Bà nội mới ngồi trong nhà, thế là bị một cái xe ông nông nó đâm vào. Rồi ngồi trong nhà mà bị xe công nông đâm vô. Vâng. Mà lúc đó là con chỉ bị ảnh hưởng cái tay thôi hay là? Nghĩa là cái xe đấy là nó đâm vào nhà thì là cái tường nó đổ, nhưng nó không phải là đâm trực tiếp vào người mình. Cái tường đổ vào đèn tay. Vâng, thì là nó nát hết ạ. Trời ơi. Nát hết thì bắt buộc là phải tháo khớp. Như vậy là con là từ lúc 3 tuổi là con chỉ còn có một cánh tay thôi. Vâng ạ. Nhưng mà bà nội có bị gì không? Bà nội thì là người lớn thì chỉ bị thương nhẹ thôi. Ồ, tại vì bé nó 3 tuổi, cái tay nhỏ xíu mà, cái tay nó mềm á, con nít mà. Nhưng mà rất may là cái khuôn mặt con không bị một cái gì rất là xinh. Đúng vậy. Xinh thì xinh. Con còn bị hở hàm ếch nữa. Nên là hở hàm ếch, nên là cái giọng nói của con nó sẽ hơi khó nghe. Nhưng mà chị xem á, như vậy đó mà lại làm một cái công việc nó liên quan tới thẩm mỹ. Phun xăm. Cho nên là cô rất là, gọi là cô rất là phục á, là vì con phải giỏi lắm con mới làm được. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ tò mò hơn về cái chuyện mà cơ duyên hai bạn gặp nhau. Đúng rồi. Đúng không? Đó. Đó, chắc là phải hỏi Thủy. Chồng, hỏi Thủy đó. Hai đứa cơ duyên nào quen nhau? Là cái cơ duyên để hai vợ chồng con gặp nhau thì thứ nhất là vợ chồng con là nhà bố mẹ là gần nhau. Thứ hai là ngày xưa là con hay nuôi cún ấy, nuôi chó, chó cảnh ấy. Thì lúc đấy là vợ con là còn chưa chuyển làm nghề phun xăm đâu. Tức là cô học y, học thú y thì cô về cô ấy có kinh doanh cái thuốc thú y. À, là... y. Vâng. Mà chuyên ngành thú y. Vâng. Con đến xinh xắn thì con ra con mua thuốc cho cún. Chẳng may là cái năm đấy là có con nuôi 5 con cún thì nó bị ốm. Con ra mua cún thì cô ấy mới cho thuốc, xong cô ấy bảo là anh yên tâm là em cho thuốc về chắc chắn là sẽ khỏi. Cún không khỏe. Vâng, nhưng mà không ngờ là 5 con cún là con về cho uống thuốc xong là nó chết hết. 5 con cún là con về cho uống thuốc xong là nó chết hết. Trời, sao nó đưa mình một cái sự bất ngờ vậy ta? Cứ tưởng là trời ơi, nhờ cái bàn tay rất là mát mẻ của cô ấy đưa về 5 con cún nó khỏe mạnh. 5 con cún nó chết hết. Số 1 mét nó chết hết. Bộ đưa lộn thuốc hay sao vậy con? Không phải là lộn thuốc mà vợ con cho bảo là cho uống vừa liều thôi. Thì bình thường thì con cứ hay tự cho ấy, thì con lại cho nó nhiều hơn. Thì là tại con. Vâng, thế là nó chết mất, thế là con đang bắt đền. Thế là bảo là bây giờ anh không biết, em bảo là em cho thuốc mà anh nuôi giờ 5 con, anh dồn vốn liếng anh nuôi 5 con cún, bây giờ chết hết rồi. Giờ anh ra anh bắt đền thì em muốn làm nào thì làm. Thế vợ bảo thế thì em sẽ mua cho anh một con cún. Thì lúc ấy con cũng mua một con Dogo, một chó, một con Dogo bé. Cái thời điểm đấy nó khoảng 3-4 cân. Về thì nuôi con chó đến bây giờ luôn. Con chó là bây giờ là hai vợ chồng đi mua. Lúc là bắt đầu là đi mua với nhau, xong rồi về nói chuyện với nhau nhiều lần thì càng ngày là càng cảm mến nhau hơn. Trước đó là con đã có một mối tình nào chưa? Con có rồi ạ. Thế còn Thủy thì sao? Con thì con nói thật là con là đã có một đời vợ rồi. Khi đến vợ con thì nhiều người cũng nói ra vào nhiều. Trước khi vợ con đến với con thì cũng đã có một mối tình rồi. Mà cái người bạn ấy nó đến với không phải là sự chân thành. Nên là chắc là con nghĩ là vợ con ái ngại cái việc đấy. Nghĩ là con đến cũng không phải là thật lòng. Đúng rồi, cũng sợ đúng không? Vâng. Đúng rồi. Nhưng mà Thủy có đưa bạn gái của mình về ra mắt với gia đình mình không? Nói thật là cái thời điểm đấy bố mẹ vì nghĩ cho con. Bố mẹ con ấy, nghĩ cho con thì thiết là con là con cả đấy. Mà ngoài Bắc thì cái vấn đề mà con cả thì nó rất là quan trọng. Tại vì nó là cái đầu tàu mà. Bố mẹ con cũng suy nghĩ rất là nhiều. Con cũng đưa vợ con về hai lần. Đầu tiên chỉ dám đưa đây là bạn con thôi. Mà sau thì con cũng nói thẳng là vợ con cũng muốn đến với bạn ấy. Thì bố con còn nói với con một câu là đừng có vì cái cuộc hôn nhân trước đây mà lại đánh liều vào một cuộc hôn nhân khác. Thì con bảo không. Khi con đến với vợ con bây giờ ấy là nó từ thật tâm của con luôn. Và mọi thứ con mong muốn là cùng đỡ đần nhau trong cuộc sống. Đến với nhau cho làm sao nó toàn vẹn nhất. Và gia đình có ủng hộ không? Sau khi con giải thích? Con giải thích thì cũng chưa ủng hộ lắm đâu ạ. Con cũng như bao giờ buồn về chuyện đấy. Tại vì con nghĩ đấy là chuyện bình thường. Tại vì ai cũng mong muốn là con mình sẽ lấy được một người lành lặn để con mình không phải vất vả.
con cũng như khi nào mà hỏi anh ý hay là tạo áp lực cho anh ý mình cái vấn đề đấy cả. Tại vì con luôn sẵn sàng, con chỉ biết cái hiện tại lúc đấy thôi, con không dám hy vọng một điều gì xa hơn cả. Vậy thì bằng cách nào mà Thủy vượt qua được tất cả những điều đó để mà tụi con nên vợ nên chồng? Con cũng rất là quyết tâm. Từ những cái việc mà nói chuyện với bố mẹ thì đầu tiên là con quyết tâm sự với mẹ con trước. Nói chuyện mẹ bây giờ thực ra là con rất là yêu em ấy. Thì mẹ con đầu tiên là mẹ con là người đồng ý. Em bảo là giờ hạnh phúc của con thì là tự con nắm giữ đấy thôi. Thì bố mẹ cũng không sống cho con được. Thì sau đấy là khoảng thời gian càng dần và dần càng lâu hơn thì vợ con bầu đứa cháu đầu tiên. Thì lúc ấy con người nói chuyện thẳng với bố là bây giờ là vợ con có bầu rồi, con là con cháu trong nhà thì thôi mong mọi sự là bố mẹ đồng ý cho con. Lúc ấy bố con đồng ý bởi vì cũng thương con thương cháu. Rồi sau cái khoảng thời gian đến bây giờ vợ con về nhà ở chung sống cùng gia đình, rồi hai vợ chồng con ra ở riêng thì là mọi cái cô ấy cũng rất là biết đối nhân xử thế, biết xử lý mọi việc. Thì chị là chị ấu trưởng nên là cũng biết xử lý mọi công việc trong gia đình. Bố mẹ con rất là hài lòng. Nhưng mà cái đứa đầu tiên của con á, từ lúc mà con mang thai đến lúc sinh nó ra thì nó có dễ dàng không hay là nó có những cái khó khăn? Ba năm tuần thì cháu con nó bị tim bẩm sinh. Là lúc đó là khám là bác sĩ biết là trong bụng mẹ là vâng. Mọi cái sự hụt hẫng nó trong cuộc sống nó tự nhiên nó đè nặng vào vợ chồng con cả. Không biết cả cái cảm giác lúc đấy nó như thế nào. Vợ con cũng rất là suy sụp. Thì con cũng chỉ động viên vợ con là thôi, con thì nó đã lớn rồi thì cứ đẻ nó ra, sinh nó ra xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục lo cho con tiếp theo. Lúc đấy vợ chồng con là nó đâm vào cái khủng hoảng, nó thực sự là khủng hoảng kinh tế đấy. Nó rất là nặng. Cũng chỉ biết động viên nhau là thôi cố gắng làm sao để mà sinh con nó ra cho nó toàn vẹn, xong đó chúng ta sẽ đi phẫu thuật cho con. Nhưng mà bây giờ tình hình bé thì như thế nào? Cũng rất là may mắn là cũng nhờ sự giúp đỡ của anh chị em bố mẹ hai bên thì bây giờ con là con thì cũng rất là ổn định rồi. Đã mổ ổn định xong hết rồi. Là bây giờ tình trạng là bình thường. Vâng. Nó lúc 8 tháng ạ. Chú xin được chia sẻ cái điều này với hai vợ chồng và nhất là với Hòa. Tại vì cái tâm trạng của người mẹ nó khủng khiếp lắm. Đứa đầu tiên là phải cùng chung tay nhau để mà lo cho cháu. Đúng không? Rồi lại thêm đứa thứ hai là cách nhau bao nhiêu năm? 4 năm ạ. 4 năm nữa. Đó, đứa thứ hai thì rất là khỏe mạnh đúng không? Và rất tốt đẹp đúng không? Vâng. Đó. Là cháu năm nay mấy rồi? Bé thứ hai là... Thứ hai thì mới được 1 tuổi ạ. 1 tuổi. 1 tuổi. Bây giờ thì là cả hai gia đình đều rất là vui vẻ. Mọi thứ là không còn những cái gì nó gọi là vướng mắc nữa đúng không? Vâng ạ. Đó, thôi chúc mừng hai vợ chồng nha. Thế thì mình lại phải sang trang rồi. Đó. Sang trang. Đến tiết mục thứ nhì. Hỏi chắc là hỏi Thủy đi chị. Hỏi Thủy trước đi. Thủy à? Thấy hiền quá, dịu dàng quá, chắc không có những cái tật xấu gì không đúng không? Hòa mà đúng Hòa. Không? Ừ. Nhưng mà phải hỏi Thủy đó. Vâng. Chắc vợ không có tật xấu gì không đúng không? Vợ con á, thực ra là tật xấu thì cũng không có nhiều. Có một cái là mà con cũng rất là khiếp. Đấy là vợ con là khi mà đã thích cái gì là sẽ làm bằng được. Cụ thể thì thí dụ như một vài câu chuyện coi. Vài câu chuyện ví dụ như là vợ chồng con ngày xưa lúc con nhớ cái đấy là lần đầu tiên con bị đối mặt với cái việc đấy. Đó là vợ con đang chữa bé đầu khoảng 5 tháng. Thì vợ chồng con có làm một cái quán nhỏ nhỏ. Thì lúc ấy vợ con chuẩn bị làm phun xăm. Thì là hai vợ chồng thì hôm ấy là vợ con bảo là hôm nay đi lên trên thị xã là sẽ mua giấy về dán tường. Nhưng con thì con không đồng ý. Bởi vì hôm ấy hai vợ chồng đang đi chơi. Thì con bảo là không, anh không đồng ý cái việc đấy. Thế là đến lúc có thể là nghe rồi, cứ tưởng là vợ mình nghe mình rồi. Ok, hai vợ chồng đi chơi. Thế đi qua cái tiệm nó bán giấy dán tường ấy. Bắt đầu bà lên cơn lên. Và bây giờ phải cho em mua giấy dán tường. Cửa thì tiệm kia rồi, cơ mà không. Đi qua, con cố tình con đi qua. Thì bà ấy bảo, anh mà không cho em xuống là anh nhảy xuống đấy. Thế là bà ấy tụt ra, bà định nhảy xuống. Thế con hốt quá, con lại phải quay lại. Phải mua cho bằng được cái gì đó. Mua đúng giấy tường xong về thì mới thôi. Thì mới hết cái cơn đấy. Có bao giờ bà nhờ con buộc tóc, buộc tiết cho bà không? Có, cái chuyện đấy là con vẫn làm thường xuyên mà. Thế rồi ví dụ như là không đúng ý thì là bà như thế nào với con? Nhiều lúc con cũng cáu lắm. Nhiều hôm là con buộc tóc cho bà ấy, xong rồi bà ấy thấy không đúng ý của vợ con ấy.
bao là cô ấy kêu ca là buộc như thế này là không được rồi, buộc cao lên, buộc ngang ra rồi buộc các thứ. Hoặc là cao hẳn hoặc là thấp hẳn luôn con, lại cứ lưng lửng cơ. Thế con bảo là thế bây giờ anh đàn ông tay anh thô như này làm sao mà anh buộc nó đẹp như là mấy chị mà chị làm tóc được. Thế là mọi cái cũng phải thông cảm chứ. Thế có khi là mua cái búi quấn xong là bọc nó vào xong là của cái là xong. Thế là xong rồi bà ấy dỗi, bà ấy bảo là thế giờ em không nhờ anh buộc tóc nữa. Thế bà ấy chịu buộc. Thế con thấy cái điều mà buộc tóc cho vợ con thấy hạnh phúc không? Thế ra là con mọi việc mà làm cho vợ con đều cảm thấy hạnh phúc cả. Con cũng nghĩ một điều là bây giờ người đàn ông khi hạnh phúc nhất là nhìn thấy vợ mình, con mình nó đều hạnh phúc. Mọi người đều vui vẻ trong một cái gia đình. Thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất của người đàn ông rồi. Hay quá. Rồi có nóng tính không? Cũng nóng tính đó. Nóng tính. Có quát chồng không? Quát. Quát. Bây giờ con mong vợ con thay đổi điều gì? Nếu như con được quyền thay đổi. Nếu mà vợ con thì thực ra con cũng không mong cô phải thay đổi. Cô cứ như thế thôi. Bởi vì mọi thứ cô ấy xử lý con cũng thấy nó cũng là vì yêu chồng con thôi chứ không phải là cái gì cả. Rồi bây giờ tới Hòa đó, tật xấu của anh ấy có nhiều không? Anh ấy cũng không nhiều lắm ạ. Mà cái tật xấu nhất thì là anh ấy ngủ ngáy á. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, mình đâu có kiểm soát được. Bệnh lý đấy con ạ. Thế á. Thế thì chứ không phải nó cố tình đâu con ạ. Nó ngáy nó không biết nó ngáy đâu. Vâng. Thì là anh ấy ngáy to nên là ở với nhau mấy năm thì là toàn ngủ riêng thôi ạ. Thôi cái ngáy nó không phải là tật xấu đâu con ơi, nó là nỗi khổ của những người đàn ông. Thôi ta bỏ qua cái đấy đi. Cho con tìm cái tính xấu khác đi con ạ. Thế thì một tính xấu nữa của anh ấy là trong công việc ấy, anh ấy không được cẩn thận lắm. Mà anh ấy lại hay tin người. À hay tin người. Tin người. Rất là hay tin người ngoài với lại bạn bè. Có bị lừa bao giờ chưa? Có ạ. Bị lừa cái lần gần nhất ở gần đây là có nghĩa là anh ấy rất là hiểu biết. Anh ấy thông tin đại chúng, anh ấy xem rất là nhiều, anh ấy rất biết những cái mánh khóe mà lừa như mạng. Thế nhưng mà anh ấy lại bị mất phải cái đấy. Là anh ấy chơi tiền ảo ở trên mạng mà anh không biết người ta là ai mà anh ấy chuyển tiền, mà cái vấn đề là tiền thì tiền mặt thì mình không có. Mà mình lại đi cắm cái xe ô tô mà mình có, cái xe ô tô đấy thì là vợ chồng con đang mua nhà góp. Thì là cái xe đấy là để là đầu tiên là phương tiện để cho anh ấy đi chở khách, có thời gian thì ở nhà chở khách. Thì là anh ấy lại cắm cái xe đấy để anh ấy làm, anh ấy chuyển tiền cho người ta. Khi anh ấy làm cái miệng đấy anh ấy không hỏi, anh ấy không hỏi không bàn với con đấy. Vâng ạ. Thì anh ấy khi mà cái bên đấy không thể liên lạc được nữa. Không thể liên lạc được nữa mà mất khá là nhiều tiền rồi. Thì đến lúc đấy anh ấy mới nói với vợ và nói với gia đình thì cái xe đấy là mất rồi. Rồi. Là bây giờ cả mua xe lại được chưa? Dạ chưa ạ. Mất. Vâng. Thì lúc đấy là cái thời điểm đấy là năm ngoái. Thì là lúc đấy con chuẩn bị sinh cháu thứ hai. Thì nó xảy ra cái sự việc như vậy. Thì con cũng suy nghĩ và áp lực. Đấy, cẩn thận nhá con nhá. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn anh ấy là bỏ thuốc lá đi. Có nghĩa là có một tật xấu nữa là hút luôn. Mong muốn luôn rồi. Đó. Mong muốn rồi. Bỏ thuốc lá luôn rồi. Con cũng rất là sợ ảnh hưởng đến hai em bé. Mong muốn chính đáng con nhất ạ. Là đứa con gái lớn của con. Mặc dù nó khỏe mạnh đó, nhưng mà thật ra cái thuốc lá nó ảnh hưởng rất nhiều đến người mà hút thuốc thụ động. Con có muốn chồng con hứa không? Có ạ. Đấy. Thôi thì hôm nay cũng có cô chú ở đây. Con cũng hứa với vợ. Hôm nay cũng xin hứa với em là từ hôm nay về anh sẽ bỏ thuốc lá. Hay quá. Yes. Em là Trương Thị Ý Nhi. Hiện tại em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch. Và em đến từ Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Dạ. Mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng mà dạ, vẫn còn nhớ giọng quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng Huế. Nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng ở miền Nam để... Em quen rồi đúng không? Dạ, mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế. Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ, hiện tại em vừa sinh em bé được 3 tháng. Đây là con cua mới lột. Đó. Đó, cho nên nhìn rất là trắng, nõn nà. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa là bé này là học trò của bạn em. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á. Em mới được add vào group. Thì em thấy con bé này nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ e thẹn á. Là đó giờ em mới gặp lần đầu luôn á. Cái em mới vô Facebook em xem.
kiểu mà giản dị á. Từ đó giờ em quen toàn là mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy rồi không à, vàng gió mới đó chị, kiểu vậy. Nhắn tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu, đâu có trả lời đâu. Không thèm trả lời luôn. Em nói chuyện mình vậy đó. Rồi. Lúc gặp lại thì em mới nhận ra là 2 năm trước đã từng đi chung một show rồi. Là có duyên đó. Dạ, nhưng mà lúc đó ảnh tới trễ chị, cho nên em thì em lại rất là ghét ai không có đúng giờ. Sau khi ảnh nhắn tin làm quen em á, thì em mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi. Bây giờ mới có duyên để gặp lại. Dạ, là và em không thèm trả lời luôn. Dạ, em không thèm trả lời. Dạ, vô tình trên trang Facebook của em á mới hiện lên cái clip anh này hát live, thì em nghe rất là hay. Thì em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha. Ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời. Quỳnh, em hát lại thử chút xíu cái bài mashup mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã bằng ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười. Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Hay quá. Cái này là cái kiểu gì nè? Trời ơi. Bây giờ nếu mà bạn coi qua màn hình đúng không? Bạn nhìn vô ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à? Dạ. Bởi cho nên là không phải mình em đổ ở cái bài mắt sách này đâu, mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết. Dạ. Đúng không? Dạ. Và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta. Dạ. Em muốn rụng tim. Rụng tim. Không, anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát hồi nãy, anh cũng thấy là có chút gì đó nó rất là long lanh. Hồi tưởng lại nó vẫn như phút ban đầu. Như phút ban đầu đó. Rồi. Rồi vậy sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời? Trước cái show đó là tụi em phải đi tập trước. Bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi. Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua anh hỏi em uống gì không. Em nói em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi là người yêu anh nha. Trời ơi, rồi. Sao anh như vậy? Em cũng bất ngờ nữa vì em thấy rất là nhanh. À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi là người yêu anh nha. Cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà tiếng sét khi mà đúng gặp chúng người á. Lập chúng người cái em thì cũng thuộc dạng là đào hoa đó. Nhưng mà anh nói thiệt, lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi? Cần nói không em? ký đơn đó. Duyệt mới nói nha. Ừ, nói đi cũng em. Nhiều đó anh. Cũng nhiều đó. Ừ, nhiều lắm, thiệt. Bây giờ cho phép nói là nói luôn, nhiều lắm. Em không có được đẹp trai như người ta, không phải sáu múi, mà cũng không có giàu có gì đó. Nhưng mà được cái lưỡi không xương á anh. Là cua là chúng à. Cho nên em không bao giờ sợ. Em đâu cần nói gì, em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta, em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. Bây giờ người ta đi coi hát không chứ ai đi nghe hát đâu chị. Giờ ta coi hát không phải coi đó. Em mặt đối mặt nè, đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta, em hát một cái là thôi xong hàng. Con mắt đa tình đó chị. Đó. Khi mà em nhận được cái câu hỏi rằng là làm bạn gái anh nghe. Dạ. Lúc đó em nghĩ như thế nào về người đàn ông này? Lúc đó em trả lời là không. Thì một thời gian sau cũng qua lại đi show chung rồi nhắn tin điện thoại các kiểu. Lúc đó quen từ khi nào cũng không quen là có một cái show mà em làm đạo diễn, em gọi bé này đầu tiên. Sau quá trình tập khoảng gần một tháng á thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là em biết bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong nhau, tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ đó. Tân hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc cánh đồng này không?
Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng cái tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ gì luôn à? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó lần thứ hai nữa. Leo cũng, nữa à? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn. Em ngồi em đợi ổng. Ổng hẹn 8 giờ 10 giờ rưỡi tới. Gọi điện cho em kêu là anh tới rồi. Nhưng mà em không có ra. Tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra rồi xong rồi đi chơi. Nhưng mà giờ đó em ngủ rồi. Em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa. Vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm. Sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm. Thứ nhất là gia đình. Ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai nó là công việc nó sẽ không có ổn định. Cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm. Khuyên bé thôi quen này không có tương lai đâu em ơi. Bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi. Cũng hoang mang đúng không? Hoang mang. Em cũng hứa nhiều lắm chứ. Nói chung là cũng viện bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em, bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi. Thì quen nhau cũng hơn năm. Thì anh cũng sợ em khổ quá. Hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không. Em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em. Vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê với nghề hát. Chia tay được mấy ngày? Em chia tay 30 tháng 4. Rồi sáng 2 tháng 5 quen lại. Thì đó, tại vì 30 tháng 4 một năm em mới đi hát đúng không? Em đi show đi hát thôi sẵn vậy chia tay luôn. Đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi. Quay trở lại. Đó tôi biết quá mà. Nhưng trước đó là em đã gồng mình rồi, nói thôi kỳ này là phải cố gắng, không được biết, không được yếu lòng, không được mềm lòng nữa. Cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết, mình coi như là giả câm giả điếc luôn. Nó không phải là mùng 1 Tết, mùng 1 hay là 30 Tết á chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng 1 ông tưởng chia tay 2 năm. Ông tự mặc định á. Tụi em chia tay nhau tới 2 năm lận. 2 năm. Em chia tay từ đêm 30 Tết qua tới mùng 2 Tết mới quen lại. Nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á, cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu. Xong rồi bỏ đi 2 ngày không liên lạc gì luôn. Có nghĩa là ông tự nói rồi, ông tự diễn giải rồi, dạ, ông tự tự hào. Không dạ, phải đúng. Chị, tại vì trước đó là bé này vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm. Lý do vì sao chia tay? Đòi chia tay với em hả? Đòi chia tay với em, em tức mà chị. Chia tay tại vì em đào hoa. Nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em? Nhiều lắm anh. Fan nữ cứ mò tới. Nhưng mà ổng có chủ động, ổng có đáp lại. Ổng cũng trả lời với người ta nữa. Mong em tới là em chặn Zalo, em chặn Facebook, em chặn hết. Lấy Zalo của em chặn liền. Xóa kết bạn, chặn luôn. Đó, làm trước, đánh phủ đầu trước liền. Nhưng mà em về em cũng gây ổng. Là xong rồi về bắt đầu bị giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân rồi đúng không? Dạ. Chia tay lâu không? Dạ cũng 2-3 ngày. Chia cho vui vậy thôi chứ chia gì. Chia tới 2-3 ngày. Bên đây chia là chia dằn mặt. Bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt lại. Thôi thật ra cái đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió, không có biến cố gì đâu. Nó là những cái gợn nhẹ thôi. Bây giờ tụi em đã vượt qua được rồi. Đó bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi. Có em bé 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi. Coi như đại hội vạch mặt đó. Những thói hư tật xấu nào còn tồn tại mình nói ra để mình mong muốn chồng mình, vợ mình thay đổi, để gia đình mình hạnh phúc hơn. Anh nghĩ là bắt đầu từ em đi. Người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều sóng gió, chịu nhiều sự chia tay dài ngày. Không chịu nhiều. Chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được đó. Là tại vì chồng mình đào hoa quá. Nhưng mà giờ đó. Bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì, đâu có nói được. Tự ghen thôi. Rồi đó, bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm. Nhất là ở dơ. Cười gì? Ông mắc cười không quá. Ở dơ đâu. Đàn à. Ông á, là hết 80% là bà vợ. Miệng nói ra cái là ở dơ nè, bừa bộn nè, bê bối nè, cẩu thả nè. Trời vậy là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Không nhiều rồi, ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần.
tiết kiệm nước cho gia đình không và cho xã chị ở dơ sống lâu chị ơi thì đó thấy chưa khi nào 1-2 ngày không tắm rồi. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi, xạo tắm rồi sao không thấy áo quần à. Mặc lại, trời ơi trời. Trời ơi trời, lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ. Người ta bức xúc dữ lắm, ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó. Rồi sao nữa, sao nữa, có cái tật gì nữa không? Hay là quên, hay quên lắm. Thí dụ như em nhờ tối nay em tan ca là 5:30, anh lên anh chở em nha. 6:30 gọi điện, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Quên vợ trời luôn. Ơi quên luôn chị. Thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị. Trời ơi chứ sao nữa. Xin lỗi liên tục luôn. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ á thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là em như là ô xin vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Ừ. Có khi mất luôn. Dạ. Vợ mà còn quên nữa không chị đồ. Rồi có nóng tính không nè? Có nóng tính không? Dạ cọc lắm chị. Cọc tính. Bình thường rất là vô tư và hiền hậu, thánh thiện lắm. Rất là hài hước. Đúng rồi. Dễ thương. Mà nhưng mà khi đụng chuyện vô là rất là dạ, nóng tính. Rất là cọc. Nhà em là làm giàu cho dê chai dữ lắm. Mày làm đồ. Dạ cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím. Trời ơi sao mà chi phí quá vậy. Tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu á. Trời ơi nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó. Trời ơi trời. Tại bàn phím em mua tại vì em là xài là em hay là dân chơi game cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc mắc không à. Mà thường em dẫn vấn đề gì mà em đập? Cũng ghen, là ghen. Cũng là ghen. Là cái kiểu mà cứ thấy người ta nhắn tin là quy là quy chụp là ghen. Mà nói hoài à. Rồi có kiểu nữa im lặng. Chẳng đây kể thật xấu của cô ấy không đi. Đúng rồi. Đó im lặng lắm chị. Tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không? À, giận cái gì nè, buồn cái gì, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện em hay là buồn chuyện gì cũng không chịu nói. Mà cái tính em nóng nữa, cái gì mà bị cái gì là phải giải quyết liền. Phải giải quyết liền. Chứ không có để hoàng mai bực bội lắm. Đó. Rồi có gì nữa? Soi. Em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á, xuống bả chê. Thiệt luôn chị, nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị. Chê nhỏ tự kỷ luôn á. Chê tự kỷ luôn chị, tủi thân lắm chị. Nè nha, hôm nay em hát bể hai chỗ nha. Không ai biết hát thôi. Hát lộn lời nữa. Rồi ha, hát sai lời ha, quên lời. Cái đó là tao quan tâm sâu sắc. Và góp ý. Nhưng mà góp ý. Nhưng mà cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn tỷ ơi, nó ít hơn tỷ lệ chê. Nghĩa là chị. Góp ý không đúng lúc, đúng là điểm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình thay đổi thôi. Xuống là đang lân lân trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi, trời ơi chồng ơi, chồng mắt hay quá, mới giọng chồng ngọt ngào quá. Mà anh ơi, như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời cái này. Rồi. Dạ nó thế chưa, em đã nói rồi, lo học lời đi, không chỉ cứ chơi game hoài. Đó, ví dụ chị Dân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn, cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy ha, không bao giờ có nha chị. Thế nó hết luôn rồi hả? Không có hung nữa hả? Không bao giờ lãng mạn được chị. Thiệt. Ngày xưa hả, em lúc nào em cũng nào cũng hả, bắt đầu suy nghĩ nha, lên mạng học quá trời câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ, nổi da gà chị. Bị nổi da gà. Thiệt. Rồi hả, đi mua quà nha. Trời hôm nay mua vậy, tốn tiền, không mặc. Mua hai cái đầm, không mặc, trời riết nóng luôn, lấy đầm ra cắt luôn chị. Vậy đó tính hả? Tính nghe nóng mà. Thấy hai vợ không có bếp xài, bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chứ vậy, nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Em không muốn vợ em thay đổi gì đó. Trong những cái điều mà em kể ra. Cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt. Lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá rồi riết. Tức là anh khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó, em phải nói cụ thể vậy đó. Khi anh lãng mạn hãy hưởng thụ đi, đừng có bị mọc ốc. Thưởng không chịu hưởng thụ chị. Thiệt. Còn em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng là bớt ở dơ lại, bớt chơi game lại. Muốn hai điều đó thôi. Dạ. Cái kể cho nghe mới. Giống cái vụ bếp á, anh Tuấn Anh nhà chị á, ông mua về cho chị những cái bếp nướng á. Dạ. Chị cũng, trời ơi ông xã, ôi em cần này dữ lắm luôn, nướng này ngon lắm luôn nè, này kia. Ôi thích quá à. Mình chưa kịp cái gì hết trơn á, qua ngày hôm sau ông mua thêm hai cái nữa. Trời đất ơi, chị mình khen quá. Đúng không? Nó mua thêm hai cái nữa. Rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi, nhà mình cũng có hai cái trước rồi á. Có nghĩa là ông mua rồi mà không nhớ. Hết thảy là 5-6 cái á, xong phải đem đi cho. Cho mọi người này kia nọ, để lâu nó cũng hư. Không mà thì mà theo kiểu mà chồng vậy em, có khi em cũng vậy luôn á. Tại lúc đó em mừng quá mà, tiện thấy vợ. Đó. Không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà, là đó. Cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền thì luôn. Thông qua câu chuyện này chị mới nói một số. Mình không thể nào không lãng mạn với chồng được. Mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được. Tại vì cái người đàn ông á, khi mà những cái gì họ làm được, họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó. Mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình.
Cái đó thực sự là như vậy. Sau đó đến cha mẹ mình, nếu có con thì sẽ là con, rồi đến bạn bè. Bạn bè là sau cùng á. Ngược lại đó Quỳnh, vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản, phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý. Thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cập cằn chút hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn thì em phải thông cảm cái điều đó. Qua một năm sau bắt đầu á, em mở lại cái số này á, em mở lại cái số này trên YouTube cho vợ coi, nói nè vợ, đúng năm rồi ha, bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi, vợ làm ơn á, vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi. Em hiểu cái gì không? Hiểu, là hiểu, ok. Rồi. Chơi đi
chị đã trở thành nhà nào cái hai cái con chứ nhà nghỉ luôn mà chị là nước rất là nặng hai cha con đi ở lớp là học cô rồi xin đi làm hai cha con đi về đủ tá túc ở nhà thì chị Rồi ba con ngủ ở đâu? Dạ nói chung là lúc đầu là rủ thì nhóm nhỏ ngủ nha em đó, xong rồi ảnh gì dưới rồi sau đó thì thấy hoa ảnh gì tôi đẹp quá hoa ngủ chung luôn. Dạ dạ con mới thằng chồng con ngủ trước thăm giờ trước dạ dạ ngủ luôn nói về nhà con ngủ được không? Nhà cũng được. Hỏi là cô giáo hỏi là họ đó
Nói như là mình dạ. Nhưng mà mình nhìn anh Phong thì mình tin là cũng vì là anh Phong phải là một người để đúng. Tức là mình nhìn về cái diện mạo đúng không? Dạ. Đó, mình có thể đánh giá được. Dạ, mình qua chương 2. Qua cái phần 2 sau khi các bạn đã về chung nhà. Về chung nhà. Ủa cơ, hai bây giờ hỏi nè. Dạ. Em chồng là có cái gì? À, dạ, hiện tại đó thì đã có một cái gái là 3,5 tuổi. Trời dạ. Ơi. Wow. Là đủ trai đủ gái rồi. Đó. Có nhà lấy tiếp. Cho đây chứ không
thôi, nó giao nhiệm vụ cho em thì thôi, thì em cũng giải quyết cho em làm tháng 4 lần là chị thấy ngon rồi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Mà tự nhiên đâu mà hả, nhậu thêm nữa thì không quả nữa thì sao? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, sao được? Rồi, rồi, ví dụ như mỗi lần ông nhậu xỉn rồi về ra, ông xịt lại. Dạ, anh cười thôi. Nói chung là cười xong ha. Không biết phải. Giống như em cũng bán hàng bình thường. Nhưng mà giống như em cũng nói nha, em nói chồng cũng dần cười họ cái em ớt và anh phụ chọn hàng cho em. Thì ra được có cả là phụ chọn hàng cho em xong rồi lên ngủ luôn. Còn bữa nào mà nếu mà em không có bán á thì anh cũng đi ngủ luôn. Dạ, không có quậy. Dạ. Ôi, tính thôi là còn gì. Chị có nói tính không? Dạ, em chỉ có mong muốn là vợ em thì sao? Nhìn vợ nó đi. Anh ơi. Chị đặt hàng luôn đó. Mời lấy cho em cái loại cô này, cái loài cô này. Mình ơi, lấy cho em cái loài cô này cho mình. Rồi em nhé. Coi như là nếu mà thấy mà không vừa lòng chút xíu đó thì né cái máy liếc cộng cái nhẹ thôi. Đúng rồi. Là chỉ nhìn thấy. Rồi. Rồi. Không có ai chịu chơi đủ chiêu đi. Mời cô xong rồi ra đó cho biết coi đọc. Nhưng mà dâu lúc mà vừa lên mặt là lúc mà đang lên cơn điên đó. Ồ, đúng rồi. Nhiều khi mà mấy cái khách mà coi live stream mà nghe thấy bảo la chồng thì đi lại khoái. Hả? Khoái á. Bây giờ ngộ lắm. Mấy người mà lên mạng người ta khoái cái gì đó. La hét hay là bây giờ mà lớn tiếng người ta tự đổi vai hồ đi em. Trời ơi, sao tại sao mình phải đi theo? Tương tự thay đổi đi vậy đó. Tạo cho em sao đâu. Rồi, dạ. Tôi nghĩ là mong muốn là vợ là nhẹ nhàng, dịu dàng, đặc biệt trên sóng live stream. Đúng không? Dạ. 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 Hay không? Yeah.